Gà cà lâm. Giờ mình làm sả nha. Dạ. Gà sả, gà nồi. Gà nồi là gà... Gà đá đó. Ờ. Chồng mình á. Chồng mình. Chồng mình á. Nó đá về chết ngắt cho chồng nè. Trời ơi. Mà nó chết rồi. Nó chết rồi, nó không còn giá trị mà. Nó như gà xác thôi. Nó chết rồi nó còn giá 150.000. Nói 150.000 vậy chứ chú Quân cũng đá gà thua là không cho em nguyên xác luôn, có lần nào hả chị? Dạ. Gà này không có tốn tiền các bạn. Dạ. Nhưng mà hồi ăn nhớ hú không ăn nha. Đó, bữa nay mình được ăn. Bữa nay mình được ăn gà đá hấp sả nha quý vị. Gọi là hấp sả nhưng mà gọi mà đúng là gọi là luộc sả. Ăn với bún. Này tùy theo khẩu vị là sao? Cắt này. Cái đó hả? Cắt sao cũng được. Miễn bỏ không được không? Cắt sao cho nó có thẩm mỹ là được. Đây. Cho quý vị chiêm ngưỡng con gà đá. Đây. Cưng cứ dẫm đi, Tết hôm nay người ta lái trước nhiều lắm cưng. Dạ, ý chị kêu cưng mua hả? Dọc vậy đó. No. Đây. Tưởng tượng con gà đá nó quay phong lẫm liệt cỡ nào bây giờ nó nằm đây. Ai kêu mày thua. Ai kêu mày thua. Giờ con giỡn phải không? Rồi lên ăn cơm cho mẹ đi. Rồi nói chuyện xin tốt quá đâu. Thấy ghê không? À. Không có bóc phốt người ta nghe. Ai? Chịu ý. Đừng có bóc phốt người ta. Nói chị Tú nói chuyện khiêm tốn. Trời, chị nói chuyện dễ hơn rồi. Trời ơi. Thôi. Chà. Sao tôi nói chuyện ai tin tôi hết. Phải làm sao người ta mới không tin. Phải làm sao người ta mới không tin chứ. Tôi buồn quá. Tôi buồn quá hả? Tôi buồn quá mà tôi ăn cái nồi gà này một mình tin không? Không tin. Chị tin em không quay không? Thịt này ngon quá chị ơi, coi nè. Gà nồi mà thịt chắc phải biết luôn. Phải biết luôn hả? Ừ. À, cái này mình dở cái mình không khuôn gom nó Tú. Ừ, thôi nó cái cho nó săn lại ha. À, ngon. Vậy sáng nay chưa gì hết ai chặt, ai vậy, chặt. Vậy. Nó bởi vậy. Siêu đồ bếp bậy quá. Siêu đồ bếp tự xưng luôn rồi. Tự luôn rồi. Chết tôi luôn, cái này là nấm mèo. Nên ra đây con gái. Xả bằm. Bằm cho nhuyễn. Dạ. Bằm cho thật nhuyễn. Thì món gà luộc xả thì mình ăn với cái này các bạn. Đó, củ cải trắng nè. Cái gì nữa, mồng tơi. Cải cải xanh với cái cải gì mà ở đây chị? Cái tầng ô. Đó, toàn những cái mà kêu bằng cải cúc á. Mát không có gì. Các bạn thông cảm nha, bữa nay nhà kế bên nó cưa đồ. Đây quý vị, mình chặt dừa tam quan để mình luộc sả luôn. Sang chưa? Chưa tam quan không? Chưa dừa tam quan luôn. Dừa tam quan mình uống cây à. Chó, mày muốn luộc sả hay gì? Dừa tam quan này uống rất là tốt. Ngọt lắm luôn. Dạ. Nó có trị bệnh gì không Tú? Trị bệnh hả? Dạ. Trị bệnh giống như là tiểu là không được á. Chị Quý chỉ nói là trị bệnh viêm bằng túi. Vậy là cái vậy là dừa này uống mát lắm, phải không? Ướp để khoảng bao lâu? Giấy xin, giấy đa tình. Cái gà này không cần phải lau đâu, mình ướp rồi mình cháy luôn. Dạ. Đau rồi nhí. Ừ vô đây. Đi chơi chút về luôn, về chút về với ai luôn. Ăn gà luộc sả. Vé chơi hay có gì không? Hay có đánh mùi gà không? Hả? Ba mùi gà, ba mùi khói. Lọc đồ ra đi, chơi chút rồi về luôn. Thôi về luôn, về nay không có mít úp. Mày lố, rút ra mày ra cái mày. Mít úp cái mặt mày, em tôi quý vị. Nó tôi thì trần trụi, còn nó vậy đó. Gì bỏ gì với gì rồi, tự nhiên nhỏ em vô cái làm sao xuyến nữa, không có nói chuyện được à. Bỏ gì rồi, bột ngọt đường phải không? Bảo không? Rồi nhà ơi. câu cuộc thì chị Bảo gì? Chị Bảo không biết gì về. Tụi em mới sống thành với chị Bảo. Kìa đi vô con. Xin chào quý vị và các bạn, sau đây là chương trình Bếp của Tú. Bếp của Tú. Bậy. Gác bếp nhà tôi. Con gà nồi nè nhí. Hôm qua Bảo anh Tư đi đá nè. Anh Tư cũng sát con gà đi đá nè. Đá chỉ cần thua một trận thôi là anh cho lên nồi. Bởi vậy thì Tú chỉ sướng. Bảo chết gà luôn. Bảo chết gà. Chết luôn hả quý? Đó, đá thua thì cái là giặt đồng luôn đó. Ừ, tới cũng chết. Chết rồi chết. Hiện giờ cuối cùng nó cũng chết rồi quý vị ơi. Dạ. Ngắt ngư. Chó nào nữa? Bao nhiêu phút mà Tú? Không cần lâu. Không cần lâu đâu, tại em hồng mình nấu mình hồng mà. Rồi dễ nồi này em đắp rơ đắp đắp. Lột đồ đó đây. Hello ơi. Say hello. Lột khẩu trang ra. Giờ đi luôn. Thôi chơi. Ghé du lịch chút à. Du lịch. Hôm đi lên cũng về. Giờ chị Tú Hồng phải về chạy cô. Chị ghé về. Tôi ghé coi có đồ ăn chín chưa, ai về không chín thì nó về. Hai ghé nhuộm tóc mày. Hai mày ghé nhuộm tóc đó. Ừ. Về đi, không quay về coi chừng nhà đi. Nấu nấu luôn hả Tú? Ờ. Vâng. Dạ. Khỏi quay lại về nha cả nhà đó. Mình về nghe quý vị nữa. Rồi, con chó nó sủa nhí rồi. Chó nhí. Bây giờ siêu đồ bếp Tú sẽ cháy tỏi lên đi. Rồi thử gà, phải không? Dạ. Thơm quá là. Vàng rồi chị. Chị đứng chị múa tiếp một hồi là nó đang thui luôn. Bỏ gì vô nữa hả? Bỏ chưa nóng. Đã ớt. Rồi rồi đủ thơm rồi. Nhả mũi chết luôn, có ớt à. Á chị ha. Dạ dối. Đó, người giả dối gì mà không ai nói mà tôi thiệt tình tôi nói tôi giả dối. Cũng phải sao ta mới nói vậy chứ. Phải không? Phải không chị Quý? À, em đâu phải thì khổ quá mà. Nếu phải thì sao không cho ăn hả? Quỷ giận đó, tôi không nói đi về. Giận suốt đời luôn đó. Chị em dâu nói chuyện vậy biết nào mới cự lộn trời. Có giá không Tú? Giá chị. Giá lên hồi múc. Xà vô nha. Rồi rồi, ok thì cũng rồi rồi. Rồi cho nó xăng rồi. Đổ nước vô, đổ nước dừa luôn hả? Cái gì con? Thì nào xăng mới đổ phải không? Mình chưa xăng mà. Lầu lầu. Sao con cây đi ra cái coi. Con để đổ chứ, cầm kia cho mỏi tay. Cái rối lòng vậy hoài. Con nhận thịt gà đá nó đổ, nó đã mất kìa. Chăm sóc rồi ăn lúa rồi tắm rửa rồi cho tập thể dục rồi em phải nở lòng nào nó thua ăn chơi vô nồi đá không sung mà bên kia kèo mặn quá bảo mà bơm lại người ta vì con kia về người ta ăn chắc ăn bảo người ta ăn lớn người ta thịt bò còn mình thua thịt bò làm gì ngon mà thịt gà đây mình ăn thịt gà nồi thấy nó sang lắm chứ bộ. Bò có gì đâu sang, thịt gà nồi mà 5 triệu một con mà đã thua ăn ngon. Chưa tính tiền khác mua gà, chưa tính tiền gà, chưa tính tiền hết. Chưa tính tiền luôn. Cái gì nấu đi, cũng ăn bắt cái gì đó, tôi không có biết rồi nha. Siêu đầu bếp Tú đang lắc gà đó quý vị. Sóc gà. Sóc gà. Xin lỗi mình mở miệng ra mình nói cái là bị bắt bẻ. Để nước dừa tam quan vô nha các bạn. Đó, rồi mình chế nước vô luôn không? Hay là để hồi nữa? Mình để một xíu cho cái nước dừa tam quan nó thấm vô con gà mấy bạn. Dạ. Khoảng bao lâu chị? Nấu thôi. Dạ. Thấm vô từng sớ thịt nha quý vị. Bác ăn gà được không bác? Bác ăn gà này được không? Dạ con buồn quá. Bác ăn không được, con buồn quá mà. Trời ơi nặng quá. Núm bự quá mà nặng. Sợ quá. Rồi mình đã đạp vài cây bông nữa. Tết hôm nay nó mua một chục chậu nó đàm tôi. Tú nói nấm này mình cháy không? Nó xào cho nó ra ngọt với nó không bị hôi. Chắc nó nhỏ bớt. Sao cái nấm này gọi là nấm mèo bác? Nó giống lỗ tai mèo này. Nó lỗ tai mèo ta là giống lỗ tai. Con mèo thấy đó. Nó giống lỗ tai heo hơn. Không, nó heo nó bự, con mèo nó nhỏ. Con gái à. Con thấy con mèo của lỗ tai có chút xíu mà. Ừ thì cái này như lỗ tai mèo đó, dạ. Chút xíu á, còn tai heo bự lắm. Còn nấm tại sao gọi là nấm rơm bác? Người ta làm ủ rơm. Dạ. Trời ơi. Còn nấm mèo này không phải là. Con hỏi một hồi bắt đuổi cũng về luôn. Rồi sao nấu đấm mối ăn Tú? Đấm mối sao? Tú bạn còn nhóc đó. Quý cũng còn nữa hả? Ừ. Tú cũng còn nữa, má nói bữa nào đổ bánh xèo nè. Đó quý vị. Bữa nào bữa đó nhớ nhắc tôi nha quý vị, tôi tự động. Tôi vô. Em còn nấm mối tôi đổ bánh xèo. Đúng rồi, nấm mối bánh xèo là ngon. Em bậy bạ nó, bậy bạ sống qua ngày. Khổ dữ. Bữa nó kiếm cơm rồi nó ra. Dạ. Cỡ dữ lắm cỡ. Giỡn thôi nghe quý vị. Nhưng mà thật sự là như vậy đó. Khổ quá. Ừ. Ăn bậy bạ sống qua ngày thôi, bánh xèo đấm mối vậy thôi chứ khổ quá mà. Khổ lắm. Bậy bạ chơi. Trúng chửi. Nó chơi nghe, ai chơi nghe. Nó chơi ai chơi nghe. Chứ làm gì mấy ta chị em dạ? Nói chuyện hay nói giỡn vậy nha quý vị. Dạ. Quý vị, cái bưởi này tôi rờ ngày này qua tháng nọ, ngày nọ qua tháng kia. Tôi sợ trái mít của chị Quý chín mà chị không kêu tôi. Nói tôi canh miết rồi, tôi canh miết tới giờ luôn. Từ hồi tôi 60 kg tôi canh tới giờ tôi còn 53 kg mà trái mít còn y quý vị. Khổ quá mà. Đó đó quý vị, anh Tư của người ta đó quý vị. Đó, chồng của Siêu được biết Tú vừa ra đi một con gà. Đó. Đó, chúng tôi đang thưởng thức con gà của ảnh đó. Đó quý vị. Để bây giờ sẽ bỏ nấm mèo vô, Tú nói là lâu chín bỏ trước. Siêu biết Tú nói. À, tại vì nó dài quá đâu biết nó làm nó chín không chín hả Tú? Đâu, nào nhai được, nhai không được rồi nút trọng. À, tổ không? Không, bỏ trộn nát hết. À, thôi không có gian. Tôi giữ quá nó gian gì? Trời ơi, thì nó nói tôi thiền rồi mà sao cứ nói tôi giữ vậy trời. Tôi thiền mà tại sao nó gian? Không biết. Tại nó gian. Tôi quay nhà ngầm mà. Đó. Lấy ra lấy bàn tay vàng xào ra. Cứ vậy hoài, xào rồi đó. Oh. Cứ vậy hoài, xào đó. Xào đó. Xào nào ra nước đó các bạn, là nó ngọt. Túc lây luôn hả Túc? Rồi, chín rồi. Chưa. Cái gì cũng phải từ từ. Nó ra nước rồi đó. Ra đâu? Nó ướt bóng rồi. Này cái nền nó bóng cái tay nấm nữa. Bỏ đậu hũ mình xào. Bỏ đây luôn hả? Bấy hả? Không có, mình chỉ sắp thôi chứ mình đâu có xào. Sắp cho nó ấy dầu. Cái chảo của nhịp điệu theo nè. Còn có nhiêu đây hả? Tát lên. Rồi, xin được bếp sắp đi, xin được bếp ơi. Đừng có xào là nó bẻ đậu hũ. Rồi, sắp nó nát luôn. Lần sau đề nghị sắm cho chị Tú, xin được cái Tú cái mi nha. Nói chuyện trong miệng không ai mà nghe được. Nói vậy là lớn rồi nha. Nói vậy là lớn đó hả? Ừ. Tiết kiệm cái volume quá mà dặn maximum đi. Tại cái cổ họng chị nó phát ra vậy thôi. Em có em nói cái gì mà chị nhìn em được không? Hả chị? Chín rồi quý vị ơi. Bây giờ thành viên gồm 4 người ăn cái nồi này. Bởi vậy ốm sao nổi. Siêu dữ. Bác á, Siêu đại đầu bếp bác á, thường nấu á, ăn một lần à. Bởi vậy con nghĩ ăn không hết rồi, cho con múc về nhà bớt mớ đi. Bác thiếu nước rồi Tú ơi. Thiếu nước ha. Thôi thiếu nước ăn cái được rồi, quá trời. Bỏ rau nhúng nữa nó teo héo à. Vừa chưa được bếp. Chưa đâu, ngọt lắm. Giờ phải nêm muối. Trời ơi, con dĩ cắn cái mỏ mình xương cục rồi trời. Nhiều nước vậy hả? Vậy là phải nêm lại rồi. Nêm lại chứ. Chết rồi, nó ra mỡ nè. Chắc tôi chết. Chịu không nổi hả? Chắc tôi hết ốm. Vậy mà nó kêu chị ơi, chị giảm cân đi. Em nghi quá à. Rồi thiếu gì? Thiếu mỗi cái một ít. Nữa hả? Đâu? Bắt lên. Biết không để làm gì? Để uống trà. Ừ. Vừa ăn chưa chị? Vừa rồi, thơm nó ngất ngay luôn. Thơm ngất ngay luôn hả? Câu này cho nó dễ thương đi. Chứ quý vị ăn đồ ăn riết quý vị nhích nách cũng tội nghiệp. Thơm ngất ngay con gà tây luôn. Hết sảy con bà Bảy luôn. Ừ. Được rồi, khỏi chấm gì luôn á. Tại vì có độ mặn luôn rồi. Vậy là hơi mặn lố hay gì? Được rồi. Được rồi. Để giờ rót miếng nước mắm cắt miếng ớt đi. Rồi chuẩn bị dọn lên ăn quý vị. Gà hấp xả đây, gà hấp xả đây, nay bán 10 nghỉ mốt đi Mỹ luôn quý vị ơi. Rồi. Chuẩn bị lên sòng quý vị ơi. Đó. Hồi ô có cái đùi nữa kìa. Thấy mê không? Đùi của nó còn bự hơn cái đùi mình. Đùi nó bự hơn đùi mình. Đó. Thấy ham không? Quá ngon. Kiểu này là phải múc về thôi. Ăn gì hết bác ha. Đây, coi nè quý vị. Chuẩn bị lên sòng quý vị ơi. Rồi á, ăn xong rồi á. Thôi giờ múc ra trước đi, cho mà đâu để ăn sao. Múc cho ai bác? Cho ba con. Về nhậu không biết. Dạ thôi bác, được rồi bác ơi. Thôi cho đi, sao thôi. Dạ cảm ơn bác. Cho miếng về. Từ chối một câu thôi, từ chối thêm câu nữa. Bà nói không lấy thì thôi chứ chết à. Đầu đó à, ở dạ. Chừng thiệt tình rồi bác cũng thiệt tình. Dạ. Bác cho có mình ba con hả bác? Thôi mình ba con à. Con ở đây ăn rồi. Dạ nhà con còn nhóc thôi rồi. Thôi mình ba con nhậu mà. Mà ăn gia đình con là phải nắm một nồi lợn con ơi. Cái gì sợ? Cái gì? Đại đâu biết bác cho con mình ba tôi như vậy. Rồi. Tiếng cười. Cảm ơn bác. Rào rác thiệt á, về 3 chiều khỏi làm đồ ăn. Dạ. Chuẩn bị lên sòng quý vị ơi. Bỏ ra vô Tú. Sao rồi? Ăn gì ăn cũng được. Không tay đi. Đây chị ăn cũng được. Cái hỏi thích ăn rau gì, cái nói rau gì cũng được hết vậy, gấp cải bẹ xanh nghe. Ừ, cái cải bẹ xanh đắng lắm. Cái vậy mồng tơi nghe, mồng tơi mát lắm. Có 3 loại đó, bỏ vô hết cho rồi đi, chị ăn nào chị gấp. Mấy cưng gấp cho má kìa. Dầu đó, nước kìa. Gái ngồi gần con gái. Con chứ gặp bác là con ý kiến. Nuôi tụi bay từ đó tới giờ mà hả, gấp cái cục thịt mà đùng đẩy. Để đó ngồi con gấp cho bác. Bổ cái gì chị? Nhưng mà bổ cái mặt nào? Nói vậy thôi, đâu còn gì để nói nữa cái gì. Mình tính trong đầu mình, người ta cũng tính rồi. Như để ở đây mình lên ăn luôn, rồi ở đó bụng đứng nhỉ nước miếng luôn. Dạ, ơi chị Tú anh chỉ đổ mồ hôi trời ơi. Nhìn cách ăn thì tao biết rồi nghe. Biết sao chị vậy thôi. Ngon á, dạ, dinh dưỡng.